Xin chào thầy và các bạn. Em xin trình bày bài tập về nhà, bài tập 1. Đề bài là trình bày vi xử lý là gì, vi điều khiển là gì, kiến trúc bộ nhớ vi xử lý, kiến trúc tập lệnh vi xử lý, ứng dụng của vi điều khiển và giới thiệu về PIC16X887. Thì đầu tiên, vi xử lý là gì? Vi xử lý là một linh kiện điện tử máy tính được chế tạo từ transistor thu nhỏ, tích hợp lên một vi mạch tích hợp đơn, thực hiện các câu lệnh của chương trình máy tính bằng cách thực hiện các phép tính số học, logic, so sánh và các hoạt động xuất nhập dữ liệu cơ bản nhau mà lệnh chỉ ra. Và vi điều khiển là gì? Vi điều khiển là một máy tính tích hợp trên một chip, nó thường sử dụng để điều khiển các thiết bị điện tử. Thì nó chi tiết thì vi điều khiển thực chất là một hệ thống gồm cái vi xử lý có hiệu suất đủ dùng, giá thành thấp, kết hợp với các khối ngoại vi như bộ nhớ, các mô đun ra vào ra, các mô đun biến đổi sang tương số sang tương tự hoặc tương tự sang số. Thì ở máy tính thì các mô đun thường được xây dựng bởi các chip ở mặt ngoài. Thì cái vi điều khiển thì thường được sử dụng để xây dựng hệ thống nhúng, nó thường xuất hiện khá nhiều trong các thiết bị điện điện tử, máy giặt hay là điện thoại, đồ đọc DVD hay là máy nghe nhạc. Tiếp theo, về kiến trúc bộ nhớ vi xử lý thì kiến trúc bộ nhớ được chia ra làm hai loại chính và được áp dụng rộng rãi trong hầu hết các chip xử lý nhúng hiện nay. Là thứ nhất là kiến trúc bộ nhớ von Neumann và thứ hai là Harvard. Kiến trúc đầu tiên, kiến trúc von Neumann thì nó dựa trên ba khái niệm cơ sở: lệnh và dữ liệu được lưu. Thứ nhất là lệnh và dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ đọc, ghi, chia sẻ. Bộ nhớ duy nhất được sử dụng để lưu trữ cả lệnh và dữ liệu. Thứ hai, bộ nhớ được đánh địa chỉ theo vùng, không phụ thuộc vào nội dung nó lưu trữ. Và thứ ba, các lệnh của một chương trình được thực hiện tuần tự. Quá trình được thực hiện lệnh được chia làm ba giai đoạn chính. Thứ nhất là một là CPU đọc lệnh từ bộ nhớ. Thứ hai là CPU giải mã và thực hiện lệnh. CPU đọc dữ liệu từ bộ nhớ. Và thứ ba là CPU ghi kết quả thực hiện lệnh vào bộ nhớ. Và tiếp theo là kiến trúc máy tính Harvard thì chia bộ nhớ trong thành hai phần riêng lẻ: bộ nhớ lưu chương trình và bộ nhớ lưu dữ liệu. Hai hệ thống bus riêng được sử dụng để kết nối CPU với bộ nhớ lưu chương trình và bộ nhớ lưu dữ liệu. Mỗi hệ thống bus đều có đầy đủ 3 thành phần để truyền các tín hiệu, địa chỉ, dữ liệu và điều khiển. Điểm khác nhau là giữa Harvard và Neumann là Neumann sử dụng một bộ nhớ duy nhất để lưu lệnh và dữ liệu và một hệ thống bus để kết nối, còn Harvard sử dụng hai bộ nhớ, một lưu chương trình, một để lưu dữ liệu và hai hệ thống bus riêng để kết nối từng thành phần với CPU. Các lệnh trong hệ thống von Neumann được thực hiện tuần tự, còn hệ thống Harvard được hỗ trợ nhiều lệnh truy cập bộ nhớ tại một thời điểm, nên tốc độ xử lý của Harvard cao hơn và tiên tiến hơn Neumann. Tiếp theo là đến kiến trúc tập lệnh của vi xử lý. Là một phần của kiến trúc máy tính liên quan đến lập trình, bao gồm các bảng địa chỉ dữ liệu, hướng dẫn đăng ký, giải quyết chế độ, kiến trúc bộ nhớ. Một máy tính tập lệnh phức tạp được gọi là SIS thì có nhiều hướng dẫn chuyên môn, một trong số đó chỉ có thể hiếm khi sử dụng trong các chương trình thực tế. Còn một máy tính giảm tập lệnh gọi là RISC thì đơn giản hóa bộ vi xử lý bằng cách thực hiện hiệu quả chỉ dẫn, được sử dụng thường xuyên trong các chương trình, trong khi hoạt động ít phổ biến, được thực hiện như thu thập con, có kết quả của họ thêm thời gian thực hiện xử lý bù đắp bằng cách sử dụng không thường xuyên. Và cuối cùng là giới thiệu về con chip mình đang học là PIC16F887. Thì con chip này thì là thuộc dòng PIC16, có năng port xuất nhập với 35 pin IO, tần suất hoạt động tối đa là 20 MHz.
Đèn áp hoạt động từ 2,5V đến 5,5V, hỗ trợ 8 kW flash, 256 bay, internal headroom. Có đầy đủ các chức năng cần thiết gồm vi điều khiển là gồm 14 kênh ADC 10 mic, rồi CCP và MSFP, gồm 3 bộ timer, timer 0, timer 1 và timer 2. Thì đây là sơ đồ cấu trúc của vi điều khiển PIC 16S887. Thì các khối bên trong vi điều khiển gồm có khối thanh ghi cấu hình cho vi điều khiển, có khối bộ nhớ chương trình có nhiều dung lượng cho 5 loại khác nhau, có khối bộ nhớ ngăn xếp 8 cấp gọi là 8 level state, có khối bộ nhớ RAM với thanh ghi SSR để tính toán tạo ra địa chỉ cho hai cách truy xuất gián tiếp và trực tiếp, có thanh ghi lệnh, có thanh ghi trạng thái, có thanh ghi FSA, có khối ALU cùng với thanh ghi working, hai thanh ghi A để xử lý dữ liệu, có khối giải mã lệnh và điều khiển, có khối giao động nội, có khối giao động kết nối với hai ngõ OSC1 và OSC2 để tạo giao động, có khối bộ định thời khi cấp điện, và có khối bộ giao động timer 1 có tần số 32 kHz kết nối với hai ngõ, và có khối CCP2 và ECCP, có khối mạch cửa rối, có khối timer 0 và mở vào đếm xung từ bên ngoài, có khối truyền dữ liệu đồng bộ, có khối truyền dữ liệu đồng bộ MSP và bất đồng bộ, có khối bộ nhớ EEPROM 256 byte và thanh ghi địa chỉ, có khối chuyển đổi tín hiệu, có hai bộ so sánh và có các port A, B, C, E và D. Rồi, xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.